vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây chúng ta sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ với Phương Ni ngoại trưởng Hoa Kỳ lặng lẽ thăm châu Á tân ngoại trưởng Mỹ Ratcheting đã đến Tokyo vào hôm ngày 15 tháng 3 trong chặng đầu tiên chuyến công du châu Á trong lúc gia tăng căng thẳng với Bắc Hàn chuyến đi châu Á của ông thăm Nhật Hàn Quốc Trung Quốc lặng lẽ hơn so với cách thức của những người tiền nhiệm ngoại trưởng hoa kỳ không mang theo đoàn nhà báo ngoại giao như lệ thường trái lại chỉ duy nhất một phóng viên từ một trang web bảo thủ independent journal review được mời đi cùng phóng viên này là erin mark peak gần đây viết một bài về ông tillerson cựu lãnh đạo hàng đầu của Exxon Mobil mobile kính thưa quý vị dẫu vậy chuyến đi châu á của ngoại trưởng hoa kỳ được xem là quan trọng tại một khu vực đã rúng động vì những tuyên bố của tổng thống donald trump Ông Donald Trump đã đăng lên Twitter là cần đối đầu với Trung Quốc, phê phán việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cũng nói Hàn Quốc ăn nhờ chúng ta vì có Hoa Kỳ bảo vệ và cáo buộc Nhật thao túng tiền tệ. Tại Nhật Bản, trọng tâm bàn thảo giữa hai bên có lẽ là vấn đề Bắc hàng. Quốc gia bị hiểm đã tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp sự trừng phạt hai vụ thử hạt nhân và hơn 20 lần phóng tên lửa trong năm qua đã làm tăng căng thẳng. Cả Nhật và Hàn Quốc đều nằm trong tầm ngắm tên lửa của Bình Nhưỡng. Hai nước này cũng là đồng minh quân sự có lính Hoa Kỳ đồn trú. Nhưng Trung Quốc là đồng minh duy nhất của Bắc Hàn và có khả năng tạo ra thay đổi. Ông Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh bỏ qua tình hình ở Bắc Hàn làm cho nó tệ đi. Nhưng những tuần gần đây, Bắc Kinh đã có những bước tương đối mạnh mẽ, Đầu tháng 3 Trung Quốc yêu cầu Bắc Hàn ngừng các vụ thử tên lửa và cấm nhập khẩu than từ Đồng minh. Ông Tillerson chắc sẽ kêu gọi Trung Quốc làm nhiều hơn, nhưng ông cũng phải tìm cách giảm bớt căng thẳng ở một chuyện khác. Hoa Kỳ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc với tầm ngắm xa tới Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất chiều thứ tư ngày 15 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất lên đôi chút giữa lúc nền kinh tế đã tạo ra đủ việc làm, trong khi lạm phát chỉ tăng nhẹ. Giới lãnh đạo của Cục Dự liệu Liên bang Hoa Kỳ tức FED đã tranh luận về chính sách lãi suất trong hai ngày qua ở thủ đô Washington và đa phần các nhà phân tích dự đoán rằng Cục uh, Dự trữ Liên sẽ tăng lãi suất thêm 0,25%. Kinh tế gia của ngân hàng PNC Gus Foucher nói người tiêu dùng đã cũng đã củng cố nền kinh tế Mỹ giữa lúc có nhiều việc làm hơn trong khi tiền lương gia tăng. Một cuộc khảo sát mới đây của các nhà lãnh đạo tài chính chủ chốt của Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp được chứng nhận quốc tế cho thấy nền kinh tế đạt mức độ lạc quan cao nhất trong nhiều năm qua. Trước đó, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, FED đã cắt giảm lãi ngân suất xuống mức thấp kỷ lục nhằm khuyến khích tăng trưởng và giải quyết tình trạng thất nghiệp. Nhưng với các dữ liệu kinh tế có dấu hiệu được cải thiện, các chuyên gia đã được thuyết phục rằng nền kinh tế không còn cần được hỗ trợ như vậy nữa. Đây là đợt sản, đây là đợt tăng lãi suất nhất thứ nhì trong vài tháng qua và giới phân tích sẽ theo dõi các nhà báo của Fed về mốc thời gian và mức lãi suất sẽ tăng trong năm nay. Các quan chức cùng lãi suất cao hơn sẽ xoay dịu kinh tế và chống hiện tượng tăng tăng lạm phát có thể ảnh hưởng tới đà tăng trưởng. Theo các chuyên gia của Wattford.com, mức lãi suất cao sẽ khiến chủ thẻ tín dụng Mỹ phải thêm 1,6 tỷ đô la để chi trả lãi suất trong năm. Các chuyên gia làm việc cho trang web tra cứu sử dụng thẻ, thẻ tín dụng này nói rằng chi phí cao hơn sẽ gây cho khó khăn hơn cho việc thanh toán các hóa đơn. Dự kiến mức chi phí này sẽ tăng cao kỷ lục trễ hơn trong năm nay. Trang wallet truck cho biết rất khó có thể theo dõi chính xác mức lãi suất chuẩn sẽ ảnh hưởng ra sao đến các khoản vay mua nhà và ô tô nhưng họ cho biết kinh nghiệm gần đây cho thấy giá nhà và ô tô cũng sẽ trở nên đắt hơn nếu các quan chức duy trì lãi suất thấp quá thấp trong thời gian quá lâu họ có nguy cơ gây ra một bức nhảy vọt đột ngột mà có thể buộc phép phải tăng lãi suất cao và nhanh làm gián đoạn nền kinh tế các chí chức tăng lãi suất để xoa dịu kinh tế và chống lạm phát. Nhìn chung, cơ quan pháp đang cố gắng lèo lái cho nền kinh tế tới việc kiến tạo, tạo tới việc kiến tạo tạo ra đủ việc làm trong khi vẫn tăng chỉ số giá lên khoảng 2% mỗi năm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đọc lệnh truy tố gián điệp Nga trong số 4 người bị buộc tội đánh cắp nhiều tài khoản trên Yahoo. Trước đó, Yahoo nói các tin tạc được nhà nước hỗ trợ đứng đằng sau các đợt tấn công vào năm 2014, khiến 500 triệu tài khoản bị ảnh hưởng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận rằng quyết định truy tố được công bố vào thứ Tư ngày 15 tháng 3 liên quan tới các đợt tấn công này. Hai thành viên của FSB, cơ quan an ninh của Nga, đã cùng các tội phạm tinh tặc khác thực hiện việc đánh cắp tài khoản. Theo Bộ Tư pháp, các nghi phạm bị Hoa Kỳ nêu trong gồm thông cáo của Bộ Tư pháp gồm Dmitry Aleksandrovich Dokuchev, 33 tuổi, là công dân nước Nga, và Igor Anatolievich Suchin, 43 tuổi, cũng là công dân Nga. Alexey Alexeyevich Belan, 29 tuổi, công dân Nga, Karim Barato, 22 tuổi, sống tại Canada và là công dân Canada và Kazakhstan. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mary McCall nói, Bộ Tư pháp tiếp tục đưa thông tin mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ không cho phép các cá nhân, các băng nhóm, các quốc gia hay liên kết giữa họ đe dọa quyền riêng tư của các công dân của chúng tôi, quyền lợi kinh tế của công ty hay an ninh của đất nước chúng tôi. Yahoo bị chỉ trích đã chậm trễ trong việc thông báo về các đợt tấn công từ năm 2014 đến khách hàng. Trong số các dữ liệu bị đánh cắp có tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh và cả password, nhưng không có thông số thẻ tiến dụng theo Yahoo. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi thăm Hàn Quốc giữa cơn chính biến. Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ đến thăm Nam Triều Tiên trong tuần này vào thời điểm có những chuyển biến chính trị lớn có thể làm phức tạp mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Hàn Quốc đang chìm trong cuộc chiến biến tiếp theo và sau phán quyết chấp thuận luận tội bà Park Jin-hee, tổng thống bị truy nhiệm vì bị cáo buộc dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng hàng triệu đô la. Các lãnh thủ cấp tiếp các các lãnh thủ cấp tiếp đối lập trong không những người không đồng liên quan điểm với Hoa Kỳ về các chính sách Bắc Hàn đang nổi lên và có nhiều khả năng sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp được tổ chức. Nhưng Tân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ chỉ nhìn thấy sự hợp nhất trong tuần này khi ông đến thăm các lực lượng quân sự Mỹ đang phối hợp với các lực lượng của Nam Triều Tiên trong một cuộc thao dược quân sự chung có cả ngàn không mẫu hạm USS Covinson chạy bằng năng lượng hạt nhân tham gia trong một số phô diễn sức mạnh để đối lại khả năng tên lửa và và hạt nhân đang phát triển của Bắc Triều Tiên. Bắc Hàn cảnh cáo sẽ tấn công tàn khốc nếu hàng không mổ hạm của Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền và tư cách của Bình Nhưỡng. Và Ngoại trưởng Tillerson có lẽ cũng chỉ nghe được những lời ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ khi ông gặp gỡ với quyền Tổng thống Khoa Quang kyo và Bộ trưởng Ngoại giao dung Boon-si, sẽ cả hai giới chức lâm thời theo chủ trương bảo thủ này đều tán đồng quan điểm Mỹ cần tăng mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn để tăng sức ép thuộc lãnh tụ Kim Jong Un, giải trừ vũ khí hạt nhân và các giới chức này cũng ủng hộ việc triển khai hệ thống THAAD ở Nam Triều Tiên để làm lá chắn phòng thủ tên lửa chống Bắc Triều Tiên. Nhiều người theo quan điểm bảo thủ đồng ý với công với ông Tae Yong Hu, cựu phó đại sứ Bắc Hàn ở London, Đôn cho đến khi đào tị sang Nam Hàn, rằng lãnh tụ Kim Jong Un sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhiều người Nam Triều Tiên cũng không tán đồng kế hoạch thiết đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Trong lúc Bắc Kinh cực lựa lực chống đối kế hoạch đó và tin tức cho hay Trung Quốc đang tăng cường trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các doanh nghiệp của Nam Triều Tiên. Lượng sinh viên quốc tế sinh vào các đại học Hoa Kỳ đã giảm. Gần 4 phần 10 các trường học Mỹ cho biết đã có sự sụt giảm về số lượng sinh viên quốc tế nộp đơn sinh học. Theo một cuộc khảo sát gần đây của 6 tổ chức giáo dục đại học, gần 4 trên 10 trường đại học 2 năm và 4 năm của Hoa Kỳ cho biết đã có sự sụt giảm về số lượng sinh viên quốc tế sinh nộp đơn sinh học. Cuộc khảo sát về 250 trường đại học 2 năm và 4 năm của Hoa Kỳ cũng cho thấy lượng sinh viên suy giảm nhiều nhất là những người nạp hồ sơ từ Trung Đông. Các trường đại học báo cáo lượng hồ sơ xin đại học từ Trung Đông đã giảm 39%, còn số lượng hồ sơ sinh học cao học từ khu vực này đã giảm 31%. Theo Viện Giáo dục Đại học, đa số sinh viên Trung Đông đến từ Ả Rập Xê Út, Iran và Kuwait báo cáo đề cập rằng theo các nhà chuyên môn làm việc ở các viện, có những cảm nhận rằng Hoa Kỳ ít chào đón hơn đối với các cá nhân đến từ các nước khác. Và điều đó là một trong những mối bận tâm thường xuyên nhất của sinh viên quốc tế và gia đình họ. Hoa Kỳ báo động vì rắn hổ mang kịch độc sống chuồng. Kính thưa quý vị, rắn hổ mang kịch độc sống chuồng ở thành phố Ocala, bang Florida, Mỹ từ tối ngày 13 tháng 3 khiến cho người dân địa phương hết sức lo lắng theo đài CNN, người chủ nuôi đã thông báo cho nhà chức trách ngay sau khi phát hiện rắn hổ mang kịch độc sống chuồng. Ủy ban Bảo tồn Cá thể và Động vật Hoang dã Florida tức FWC đã phái nhân viên điều tra kết hợp với vùng cảnh sát thành phố Ocala, cơ quan cứu hỏa hỏa hạt Marion để tìm kiếm con rắn độc. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm suốt trong ngày 14 tháng 3 không đem lại kết quả. Chính quyền địa phương hiện đã ra cảnh báo với người dân Robert Kipper, phát ngôn viên bộ phận thực thi pháp luật của FWC cho biết, người chủ đã được cấp phép nuôi rắn hổ mang kể từ tháng 5 năm 2016. Người này cũng sở hữu rắn hổ lục Gabun và rắn vảy bừng Bush Viper. Rắn hổ lục Gabun và một, là trong một trong những loài rắn độc nhất thế giới với khả năng gây tử vong đưa lên đến 93% lượng nọc độc trong răng nanh dài 5cm của loài rắn này cao hơn bất kỳ rắn độc nào khác. Theo FWC yêu cầu người nuôi rắn độc phải đặt chúng trong căn phòng với các biện pháp ngăn ngăn chúng trốn thoát. Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem việc người chủ có vi phạm quy tắc an toàn hay không. Đảm bảo an toàn xã hội là mối quan ngại hàng đầu, ông Kepler nói. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng con rắn sổng chuồng là loài rắn hổ độc là rắn hổ mang kịch độc, hết sức nguy hiểm và mọi người không nên đến gần. Jeff Covin một chuyên gia nổi tiếng về động vật hoang dã nói, nọc độc của rắn hổ mang xếp hàng đầu trong tất cả những loài sinh vật có độc tố có, có độc tố. Nếu một người nào đó bị con rắn hổ mang sổng chuồn cắn phải, họ cần phải đến bệnh viện, viện ngay lập tức để được chữa trị kịp thời bằng thuốc giải độc nhưng theo covin con rắn hổ mang này đã quen với môi trường nuôi nhốt và nhiều khả năng sẽ tìm kiếm nơi lẫn trốn tránh xa con người khả năng người dân bị rắn hổ mang sỏng chuồn cắn phải là khá thấp theo thống kê của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật có khoảng 5 người chết vì bị rắn độc cắn mỗi năm ở hoa kỳ Hoa Kỳ sắp sản xuất loại trực thăng đắt hơn cả F-35A, trực thăng CX-53K King Stallion của Thủy quân lực chiến Hoa Kỳ có giá trị dự kiến lên đến, đến 95 triệu đô la, trong khi mỗi chiếc F-35A chỉ có giá trị 94 triệu đô la. Giống với người anh em đắt đỏ của mình, chiếc trực thăng này cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất và đáng buồn là cũng có hiệu năng không được như mong đợi. Cả hai chiếc máy bay đắt đỏ này đều được thiết kế và chế tạo bởi hãng Lockheed Martin trong năm 2015. Chiếc trực thăng King Stallion đã được cất cánh bay thử lần đầu tiên và tất nhiên là kết quả không được khả quan cho lắm. Dù vậy, Lockheed vẫn dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt chiếc trực thăng đắt nhất thế giới này vào năm 2018 tới đây. Trực thăng này có giá dự kiến vào khoảng 95 triệu đô la mỗi chiếc, trong khi đó phiên bản chiến đấu cơ F-35A có giá 94,6 triệu đô la, nghĩa là thấp hơn với chiếc trực thăng này tới 400.000 đô la. Phía Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã dự định mua mới khoảng 200 chiếc CH-53K để thay thế cho các loại máy bay cũ hơn của lực lượng này trong tương lai. Tuy nhiên, giá thành quá đắt đỏ của chúng lên đến 95 triệu đô la, đã vượt quá hầu bao nâng cấp của lực lượng này tới 14%. Theo đó, thì quân lực chiến Hoa Kỳ sẽ phải chi thêm khoảng 5,4 tỷ đô la nếu quyết tâm mua bằng được 200 chiếc CH-53K trong tương lai. Chiếc máy bay này là loại trực thăng vận tải hạng nặng với biên chế phi hành đoàn bao gồm 5 người, bao gồm 2 phi công, 2 xạ thủ súng máy, hai bên và 1 xạ thủ súng máy đuôi. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 38 tấn và được trang bị 3 động cơ GE-38-1B với công suất khoảng 7.500 mã lực mỗi động cơ. Chiếc máy bay có tốc độ hành trình khoảng 200 km trên tầm hoạt động là 852 km và tốc độ leo cao khoảng 13 m trên giây. Tổng cộng quá trình nghiên cứu của chiếc thực thăng CH-53K này đã tốn của lầu năm gấp khoảng 25 tỷ đô la và nếu tính cả chi phí nghiên cứu và giá thành của sản phẩm thì mỗi chiếc CH-53K sẽ có giá khoảng 126 triệu đô la. Sang một bản tin kế tiếp là kẻ bóc lột tình dục trẻ em đối diện bản án 128 năm tù. Kính thưa quý vị, tại phiên xử, công tố viên nói Ryan Mitchell Booth, 32 tuổi, có thể phải đối mặt với 128 năm tù với hành vi xâm hại tình dục trẻ nhỏ. Tại phiên xử của tòa án tối cao quận Cam hôm ngày 8 tháng 3, Booth bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ dưới 10 tuổi, thực hiện hành vi khiêu dâm với trẻ vị thành niên, bóc lột tình dục trẻ em. Các công tố viên cho rằng Booth còn xâm hại một nạn nhân từ khi bé gái 9 tháng đến lúc 2 tuổi, bằng chứng cho thấy Booth sẽ đã chụp ảnh và ghi lại những lần xâm hại khi bé gái còn nằm nôi. Hơn nữa, tên này còn quay phim lại hành vi của mình với một cô bé gái là cháu họ và đăng tải chúng lên mạng. Trong phiên điều trần sơ bộ năm 2015, Eric Good, điều tra viên của sở cảnh sát Los Angeles, cho biết Booth có sở thích bệnh hoạn là quan hệ tình dục với bé gái từ 9 tuổi đến 12 tuổi. Booth bắt đầu xem phim nhạy cảm từ khi còn học trung học. Điều tra viên xác nhận Booth có 220.000 hình ảnh khiêu dâm và 2.000 video ấu dâm trong ổ cứng được tìm thấy dưới gầm giường. Tên này cũng có đến 10, 150 bức ảnh và 4 đoạn ghi hình về hành vi với bé gái có, bé gái có họ hàng. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối ngày 19 tháng 5 và kính thưa quý vị vừa rồi cũng là những bản tin hoa kỳ phương đi và Tuyết nhi sẽ cùng trở lại với quý vị sau một số phút quảng cáo thương mại